Chào mọi người, Hòa Bình đây. Mình đã trở lại. Lời thú tội này. Sau đây là phần lời thú tội từ Hoàng Hòa Bình. Mình đã quay một chiếc video review 6 hay 7 loại bánh gì đó ở Huế. Nhưng mà sau khi review thì mình thấy là mình không thích cái cảm giác mà mình đăng một cái video, mình ngồi nhận xét là món này ngon hay không, món kia ngon hay không, và nó được mấy điểm, xong rồi mình cảm thấy nó không công bằng với đồ ăn, và nó hơi xấu tính đối với nhà hàng hoặc cái đầu bếp ấy. Cho nên là những cái cảnh mà ở trong video này mọi người thấy mình lồng vào chỉ là lúc mà mình đang ăn cái món bánh đó trông rất ngon miệng thôi, để truyền cảm hứng cho mọi người về việc ăn uống. Ở Huế mình rất thích các loại lẩu chay và các loại bánh chay. Đó, vậy thôi, lời thú tội đến đây là hết. Mọi người xem tiếp nội dung của video nha. Thì hôm qua có một người bạn của mình, bạn ấy làm việc cho một xưởng bánh, và bạn ấy hỏi là: Bình ơi, bánh trung thu nhân trứng muối thì có phải là bánh chay không? Mình có ăn được không? Mình nghĩ là rất là nhiều người thắc mắc những câu hỏi tương tự như vậy. Là người ăn chay có uống sữa không? Người ăn chay có ăn trứng không? Người ăn chay có ăn mật ong không? Người ăn chay thì thỉnh thoảng vẫn ăn cá đúng không? Thì chắc là mình phải làm một cái video clip để có thể giúp cho nhiều người không bị băn khoăn về các trường phái ăn chay nữa. Vì thực ra ấy, là có rất là nhiều cách phân biệt người ăn chay. Và ăn chay thì cũng có nhiều lý do ăn chay. Wow. Và thực phẩm chay cũng chia thành nhiều dạng khác nhau. Ai có bạn bè, người thân hoặc đang tìm hiểu bạn trai, bạn gái ăn thiên thực vật thì có thể xem video này để phân biệt được những cái hình thức ăn chay. Một cách đơn giản nhất nhá. Nói thật với mọi người là mình cũng không nhớ hết được các trường phái ăn chay mà chia theo thức ăn đâu. Bởi vì nhá, có trường phái ăn chay thì có ăn cả mật ong, ăn trứng và sữa, các sản phẩm từ sữa cũng ăn. Nhưng có những cái trường phái ăn chay mà họ không ăn trứng, nhưng mà họ vẫn uống sữa và ăn các cái sản phẩm từ sữa. Rồi có những cái người mà họ không ăn trứng, không ăn sữa và cũng không ăn các loại củ loại rễ luôn. Chắc ngồi liệt kê ra về 7-10 loại đồ ăn khác nhau. Thì có những cái trường phái ăn chay mà thỉnh thoảng họ vẫn ăn cá. Vậy thì việc gì mọi người phải băn khoăn quá nhiều về các trường phái ăn chay làm gì? Chỉ đơn giản, mình chia như thế này: ăn thuần chay là chỉ ăn thực vật, và ăn thiên thực vật là những cái người mà vẫn chấp nhận trứng, vẫn chấp nhận sữa, rồi thỉnh thoảng thì vẫn ăn những kiểu mật ong hay là vẫn ăn phô mai. Đó, một bên thuần chay thì sẽ không ăn bất cứ cái gì liên quan đến động vật, còn một bên thì vẫn chấp nhận sữa, trứng và mật ong, vân vân. Mình nghĩ là phân biệt như thế thôi là đơn giản nhất, và chúng ta cũng không nên phức tạp hóa cái vấn đề ăn chay quá làm gì. Và mình nghĩ là lý do ăn chay thì quan trọng hơn đấy. Đầu tiên, có những người ăn chay theo tôn giáo, thì có rất là nhiều người bởi vì là người đi tu, người tu hành theo cái đạo đó nên họ ăn chay. Những cái người mà không phải là nhà tu hành nhưng mà họ là những cái con người mà đi theo lý tưởng ấy, thì họ cũng ăn như những nhà tu hành, nhưng họ vẫn sống ở đời, vẫn lấy vợ, vẫn kết hôn này kia. Có một số người ăn chay theo quy luật, thì ăn chay theo quy luật là đến ngày đó, thời gian đó thì ăn chay, còn lại vẫn ăn lại bình thường. Thì cái này nó liên quan rất nhiều tới cái sự kiện mà người ta đang trải qua, đang diễn ra, yêu cầu là người ta phải chay tịnh, kiểu như vậy. Bản thân mình thấy là một người ăn chay linh hoạt, và lý do ăn chay của mình là xuất phát từ lý do sức khỏe. Có nhiều người thì còn có một lý do khác là họ ăn chay để bảo vệ môi trường, bởi vì cái ngành công nghiệp mà tạo ra thịt động vật, hay nói cụ thể hơn thì là ngành chăn nuôi á, rất ảnh hưởng đến môi trường, và họ yêu động vật này, họ yêu môi trường, họ yêu thiên nhiên, thì họ quyết định phát nguyện ăn chay để bảo vệ môi trường. Thì bản thân mình hay nói với mọi người là mình ăn chay bắt đầu từ tò mò ấy. Thì hầu như là mình đã thử hết các hình thức ăn chay rồi. Bản thân mình là một người ăn chay vì sức khỏe nên bây giờ mình ăn chay theo cảm nhận. Ngày hôm nào mà mình cảm thấy là mình thích ăn nhiều trái cây ấy, thì mình sẽ ăn hoàn toàn trái cây. Còn hôm nào vui miệng mà thích làm một nồi lẩu chay thì vẫn ăn lẩu, tức là ăn những cái món mà nấu chín. Nhưng mà mình ưu tiên nha, vào buổi sáng thì mình sẽ ăn những cái gì để tươi, ăn trái cây. Và buổi trưa thì ăn no hơn buổi tối, bởi vì ăn buổi tối xong rồi mình thấy là người mình nó mệt ý. Không có bữa nào mình sẽ ăn quá no đâu. Và thì thực ra việc ăn trứng hay là không ăn trứng, uống sữa bò hay không uống sữa bò, có ăn các sản phẩm làm từ sữa như phô mai và bơ không ý, nó không quan trọng đâu mọi người. Và mình chỉ mong rằng dù bạn ăn chay, bạn ăn mặn, bạn đều biết ơn đồ ăn. Vì đồ ăn là giúp cho chúng ta khỏe mạnh, đồ ăn nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày. Đừng quá quan trọng về cách ăn, chỉ cần bạn cảm nhận rằng những cái món ăn mà bạn được nhận không phải do bạn nấu, thì bạn rất biết ơn đầu bếp. Rồi bạn biết ơn những cái người trồng ra những cái nguyên liệu để cho bạn chế biến đồ ăn, thì đấy mới là việc quan trọng.
Và mình cũng rất là biết ơn những cái duyên lành để mình có được cái định hướng về ăn uống như bây giờ. Vì ăn uống ấy, thực ra rất ảnh hưởng đến tâm trạng. Bạn ăn đúng món thì cơ thể bạn khỏe, và cơ thể bạn khỏe thì tâm lý của bạn cũng có thể tốt hơn. Và hôm nay nhân dịp mà chia sẻ những cái điều như thế này thì mình cũng muốn chúc mọi người luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thời gian gần đây ở Hà Nội và ở Sài Gòn mưa rất nhiều, thế thì mọi người hãy giữ sức khỏe nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào ngày mai.